Chủ đề Hiện tượng thiên nhiên Bài thơ Bé hỏi cuội Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Đêm về thấy cuội Cùng trăng đùa vui Khi trời tỏa nắng Cuội đâu mất rồi Đi đâu thế cuội Trốn ngủ rồi chăng Hay cuội cãi mẹ Lại đi xuống trần Dưới trần nhiều ngả Xe cổ đông ghê Lỡ cuội đi lạc Biết đâu đường về Bé chỉ thích cuội Ở mãi bên trăng Ghé mắt xuống trần Mỗi đêm nhìn bé bài thơ bướm em hỏi chị tác giả phạm hổ chị ơi vì sao hoa hồng lại khóc không phải đâu em đấy là hạt ngọc người gọi là xương sau đêm gửi xuống tặng cô hoa hồng bài thơ câu trăng rằm tác giả dương huy ông trăng rằm như chiếc bánh rớt dưới ao tròn lấp lánh vì xòe cánh tớ sẽ mò chiếc bánh to cùng ăn nhé gà vội can hãy khoan khoan cậu mà xuống bánh vỡ ra để đấy tớ câu lên cho bằng tiếng gái ờ ờ ờ bài thơ cầu vồng tác giả mikhail yokoma liên xô kìa trông cái cầu vồng bảy màu xanh vàng đỏ nối liền hai bờ sông nước trong đầy sóng vỗ em chạy qua cầu vồng sang bên kia bờ sông lại chỗ sóc quen thuộc vui trò chơi đuổi vòng em tạt thăm nhà nhím cho bạn ấy đỡ mong sau đến thăm xẻ đồng, ngồi trò chuyện uống nước, rồi lại qua cầu vòng, trở về bên kia sông, kẻo mẹ em mong đợi. Bác Nin dịch Bài thơ Con cóc xấu xí, tác giả Dương Huy Con cóc xấu xí, da đen xù xì, mắt lồi hòn bi, ít ai để ý. Con cóc xấu xí, tiếng kêu động trời, sấm vang chớp giật, rào rào mưa rơi. Bài thơ Lá khóc Thái Hà mượn ý thơ Lê Thị Gái. Buổi sáng ra thăm vườn, thấy lá đẫm sương đêm, bé băn khoăn hỏi mẹ. Mẹ ơi sao lá khóc, con thấy rõ ràng mà, tối qua có mưa đâu mà sáng nay lá ướt. Không phải lá khóc đâu, vì suốt đêm lá thức, nhà khí cho đất trời, nên sáng nay lá mệt, bị đổ mồ hôi thôi. Bài thơ Mặt trời, tác giả Nguyễn Thị Tố Quyên Mặt trời đỏ rực, lên từ đằng đông, như quả cầu hồng, ai treo lơ lửng. Bài thơ Mùa Đông Từ trong tủ lạnh bước ra, mùa đông giá buốt như là kim châm. Đêm nằm đắp kín chăn bông, thịt da vẫn bị mùa đông chích vào. Bài thơ Mùa Đông, tác giả Trần Quốc Toàn Trời nặng màu trì, ùi gió bấc, vật vờ bờ tre, gió như roi quất. Rét luồn khe liếp, mùa đông vào nhà, bà trải nệm rơm, thơm mùi cơm nếp bài thơ mùa thu trích thơ nguyễn hoàng long sớm nay heo may thổi đưa hương cúc tràn về ươm thêm vàng nắng mật tô trời xanh bốn bề nhặn nghiêng cánh trao lượn chìa vôi hót líu lo hoa sữa bừng mở mắt liễu rũ xanh mặt hồ cánh đồng dậy mùa lúa thơm nức con đê làng chú chuồn chuồn lang thang trốn tìm trong bờ cỏ bài thơ Mùa xuân trong vườn Mùa đông vừa đi qua, cây trong vườn chút lá, chợt mùa xuân hiện ra, bật trời non mượt mà. Bầu trời xanh trong vắt, thánh thót tiếng chim ca, ông mặt trời ló ra, gửi nắng mai làm quà. Bé mở tung cửa sổ, đón mùa xuân vào nhà. Bài thơ Mưa, phỏng theo thơ của đoàn thiện duyên. Trời đang nắng gắt, bỗng đổ mưa rào, gió thổi ào ào, cây cao chốc gốc mưa rơi trên phố, mưa ngập ruộng đồng, nước chảy ra sông, mênh mông biển cả. Mưa rơi xối xả, thấm chớp tung hoành, ốc ếch cua đồng, bơi đầy mặt ruộng. Bài thơ Mưa, tác giả Trần Đăng Khoa Sắp mưa, sắp mưa, những con mối bay ra, mối trẻ bay cao, mối già bay thấp, gà con rối rít tìm nơi ẩn nấp, ông trời mặc áo giáp đen, ra trận, muôn nghìn cây mía, múa gươm, kiến hành quân đầy đường lá khô gió cuốn bụi bay cuồn cuộn cỏ gà rung tai nghe bụi tre tần ngần gỡ tóc hàng bưởi đu đưa bế lũ con đầu tròn chọc lóc chớp rạch ngang trời khô khốc sấm ghé xuống sân khanh khách cười cây dừa sải tay bơi ngọn mùng tơi nhảy múa mưa mưa ù ù như say lúa lộp bộp lộp bộp rơi đất trời mù trắng nước, mưa chéo mặt sân, sủi bọt, cốc nhảy trồm trồm, chó sủa, cây lá hà hê, bố em đi làm về, đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa. Bài thơ Mưa, tác giả Trương Hồng Thủy Cóc nghiến răng vài tiếng, mây đen kéo đến rồi, cơn mưa ào đổ xuống, cây xanh vươn đâm trồi. Bài thơ Ông mặt trời của bé, tác giả Nguyễn Nguy Anh. Một đêm đã đi qua, ông mặt trời thức giấc, bé dậy tập thể dục, ông mặt trời lên cao, bé thấy lòng nôn nao, đi học trễ chứ nhỉ, ông mặt trời thỏ thẻ, chưa đâu, bé đi đi. Bài thơ Sóng Biển, tác giả Phi Tuyết Ba Biển rộng mênh mông, nước xanh thăm thẳm bao nhiêu con sóng ùa chạy lên bờ, nhưng sóng chỉ đùa giống như bé đấy, sóng phải quay lại, ngôi nhà biển khơi bé cũng vậy thôi được đi đây đó vẫn luôn mong nhớ ngôi nhà thân yêu bài thơ rình xem mặt trời tác giả phạm hổ sáng mát mẹ phơi áo chiều xế mẹ lấy vào bé sờ áo hỏi mẹ nước trong áo đi đâu mẹ cười chỉ mặt trời ông mặt trời uống đấy bé tin mẹ hỏi thêm uống lúc nào không thấy mẹ cười thấy sao được ông ấy rất khôn nhanh vắng người bay xuống uống, thoáng người vụt bay lên. Hôm sau múc bát nước, bé để chỗ vắng người, vào nhà nấp khe cửa, bé rình xem mặt trời. Câu chuyện Chú Mây, tác giả Nhược Thủy Trên trời có một chú mây rất đẹp, khi thì chú mặc áo trắng như bông, khi thì thay áo biếc, lúc lại đổi màu áo hồng tươi. Chú mây suốt ngày bay nhờn nhơ, lúc lướt trên đỉnh núi, lúc bay sang biển cả mênh mông lúc lại bay về đồng quê bát ngát. Nhưng bay mãi một mình cũng buồn vì chẳng có ai chơi với chú. Bác mặt trời thì bận tỏa nắng cho mặt đất được ấm áp. Cô mặt trăng thì bận rải ánh vàng cho các bạn nhỏ vui chơi. May thay, lúc ấy có chị gió bay ngang qua, chú mây vừa gọi. Chị gió ơi, chị đi đâu vội thế? Chị gió đáp, chị đi rủ các bạn mây từ khắp nơi về làm mưa đây. Em có muốn làm mưa không? Làm mưa để làm gì hả chị? làm mưa cho cây cối tốt tươi cho lúa to bông cho khoai to củ thế làm mưa có dễ không chị gió ơi làm mưa cũng dễ thôi nhưng cũng mệt vì phải nhịn mặc áo đẹp phải chịu lạnh rồi lại phải tan ra thành nước rơi xuống ruộng đồng thế không được làm mây bay nữa ư không nhưng lại được làm nước chảy thế em có muốn làm thử không nào chị gió dịu dàng hỏi chú mây nghĩ một chút rồi gật đầu nói chị cho em đi làm mưa với chơi không một mình chán lắm. Chị gió thổi mạnh đưa mây đi rất nhanh, càng đi càng bay xà xuống thấp, mà càng thấp thì càng thấy nóng nhiều. Chú mây thấy khó chịu quá, vì thế chú muốn bay vút lên cao cho mát. Mây nhìn quanh xem, có ai cũng muốn như mình thì rủ đi cùng, nhưng nhìn qua ngó lại, chú chỉ thấy mây ở các nơi khác kéo về đông nghịt, màu áo xám lại. Làm tối cả một vùng trời, ai nấy đều nhanh nhẹn vội vàng, kéo nhau xà xuống thấp hơn nữa mà không ngại gì oi bức. Chú Mây cũng xà xuống hơn, và chú bỗng thấy một đoàn trẻ nhỏ đang chơi trong vườn hoa, vừa nhảy nhót tung tăng, chúng vừa ngẩn nhìn bầu trời và hát rằng Cầu trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Cây lá cỏ hoa thấy mây xám bay ngang qua, cũng ngẩn đầu lên rì rào nói Mưa rơi xuống đây, cho tốt cỏ cây, cho tươi hoa lá, nhớ mong mưa quá mưa ơi mưa ơi vừa lúc đó cơn lạnh ùa tới đám mây xám rùng mình tan thành từng giọt nước thi nhau tưới xuống đất rào rào đoàn trẻ nhỏ chạy vào trốn dưới mái hiên cỏ cây hoa lá tươi tỉnh mỉm cười đón mừng những giọt nước trong mát đáng yêu thế là chú mây trên trời cao đã hóa thành dòng nước chảy xuống khắp các ao hồ đồng ruộng sông ngòi vài hôm nữa bác mặt trời chiếu sáng nước lại bốc thành hơi chị gió lại đưa chúng lên trời và tạo thành mây đấy các bé ạ à. câu chuyện lau mặt trăng thái hà phỏng theo chuyện do giáo viên mầm non sưu tầm trong khu rừng nọ có một bầy thú nhỏ sống rất yêu thương và đoàn kết với nhau một đêm trước rằm trung thu khi đang ngồi tán gẫu cùng các bạn hưu con nai con sóc nâu nhím lông sù và heo sữa thỏ con chợt nhìn lên mặt trăng và la lớn các bạn ơi hình như mặt trăng bị mờ đi đấy cả bầy thú nhỏ cùng ngắm nhìn chị hằng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy là thỏ con đã nói rất đúng ồ đúng đấy đúng đấy thương chị hằng quá phải làm sao bây giờ vừa lúc ấy hưu cao cổ bước tới thấy các bạn đang bàn tán liền gật gật đầu ra chiều hiểu hết mọi việc hưu cao cổ đề nghị tôi cao nhất các bạn hãy mau mau đưa tôi một cây trổi thế nào tôi cũng lau sạch lớp bụi cho mặt trăng bầy thú nhỏ cho là phải, liền nói sóc hãy đưa cái đuôi lông xù mượt mà cho hươu. Cao cổ làm trội, sóc nâu vui vẻ tháo chiếc đuôi xinh đẹp của mình và nói, mong sao hươu cao cổ sẽ với tới và lau sạch bụi cho chị Hằng. Nhưng dù cái trội đã được cột thật chặt trên đầu của hươu và hươu đã vươn dài cái cổ của nó đến hết cỡ mà cũng không sao tới được chị Hằng. Lũ thú nhỏ nhìn nhau buồn bã. May sao lúc đó bác cú mèo thức dậy, thấy bầy thú băn khoăn lo lắng cho chị hằng đến tội nghiệp bác cú mèo liền giải thích các cháu đừng buồn không có chuyện chị hằng bị mờ đi đâu chả là mấy hôm nay thời tiết không tốt cả người bác đau ê ẩm đây này vì thời tiết xấu nên mây che chị hằng đấy chờ mây bay đi hết chị hằng lại hiện ra xinh đẹp thôi và đúng thế đêm trung thu hôm sau bầy thú vô cùng mừng rỡ khi thấy chị hằng hiện ra với vẻ mặt tròn trịa và sáng trong thế rồi cả khu rừng vang lên tiếng hát của bầy thú vây quanh những bàn tiệc trung thu dưới ánh trăng đêm từ trên trời cao chị hằng tươi cười chia vui cùng bầy thú đáng yêu và chia vui với tất cả các bạn nhỏ nữa đấy câu chuyện thỏ con và mùa xuân tác giả thái hà trong khu vườn nọ có một chú thỏ con thật dễ thương thỏ con yêu mùa xuân lắm bởi mùa xuân luôn làm cho vườn hoa của chú rực rỡ sắc màu nhưng mùa xuân thường không ở lại được lâu vì thế thỏ con rất buồn mỗi khi thấy mùa xuân đi qua ngay sau mùa xuân là mùa hè với cái nắng gay gắt khiến các bông hoa trong vườn của thỏ con không thể nở được khi đi dạo trong vườn thỏ con thường nghe các loại hoa than thở nóng quá bạn thỏ ơi có cách nào giúp chúng tôi không nhìn các loài hoa khổ sở mệt nhoài vì nắng thỏ con thương lắm nhưng biết phải làm sao bây giờ một hôm Thỏ con quyết định đi tìm thần mưa để cầu cứu. Nghe nói thần mưa thường núp sau các đám mây đen trên đỉnh núi cao. Đường đi thật gian nan, nhưng thỏ con không nản chí. Thế rồi thỏ con leo được lên đỉnh núi cao, ngước nhìn những đám mây đen. Lúc đầu thỏ con cũng thấy sợ sợ vì chúng có vẻ hung dữ quá, nhưng hình ảnh về những nụ hoa đang cố nhú ra mà không được vì nắng đã khiến thỏ con can đảm hẳn lên. Xin thần mưa hãy tưới mát cho các loài hoa trong vườn được khoe sắc." Thỏ con hít một hơi dài rồi nói thật lớn, "Chào thỏ con, cháu thật can đảm và đáng yêu, hãy về với các loài hoa trong vườn của cháu đi, ta sẽ làm mưa ngay thôi." Thần mưa ôn tồn nhận lời, "Xin cảm ơn thần mưa." Nói rồi thỏ con phóng một mạch về nhà, vừa tới cổng khu vườn thì trời đã đổ mưa, những giọt nước mưa mùa hè đang tắm mát cho những nụ hoa và rồi một điều kỳ diệu đang dần hiện ra trước mắt thỏ con những cánh hoa mỏng manh rực rỡ đang xòe ra rung rinh vẫy chào chú thỏ con vô cùng sung sướng reo lên ôi mùa xuân mùa xuân lại về rồi chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe bài thơ bé và mèo tác giả nguyễn bá đan đan mèo ơi rửa mặt sao chỉ dùng tay khăn vắt trên dây sao mèo chẳng lấy mèo quên rồi đấy bé chẳng thế đâu, phải có khăn lau, vừa mau vừa sạch. Bài thơ dậy sớm, tác giả Eshigan, Thái Ba Tân dịch. Trời vừa hé bình minh, gọi bé dậy gà gáy, ai mà lười không dậy, chẳng bao giờ thông minh. Vì ngủ sớm dậy sớm, làm cho bạn cho mình, thành những người khỏe mạnh, thành những người thông minh. Bài thơ Mèo đánh răng, tác giả đoàn vị thượng. Vui trưa buổi sáng, mèo đòi đánh răng, mẹ bôi kem trắng lên bàn chải hồng, nghe mùi thơm nồng, mèo đưa mũi hít, tưởng đâu kẹo quýt hay là sinh gum, mèo nếm từng phần, ngon ngon lạ lạ, rồi xơi tất cả, còn bàn chải không. Câu chuyện cún con nghịch đất, phỏng theo chuyện dịch cùng tên của ánh sao, có một chú cún con rất thích nghịch đất. Vì thế, người chú lúc nào cũng lấm lem. Một buổi sáng, cún con dậy thật sớm rồi chẳng chịu đánh răng rửa mặt đã vội chạy ra sân vầy đất. Nhưng chơi mãi một mình cũng chán, cún con nhớ tới các bạn và muốn rủ các bạn cùng chơi. Thế là chú lon ton chạy ra bìa rừng, và may quá, bạn thỏ trắng kia rồi, cún con liền tới bên thỏ trắng kéo áo bạn và nói. Thỏ trắng ơi, chơi với mình nhé. Bàn tay đầy đất của cún con làm bẩn áo của thỏ trắng khiến nó giận lắm. Vì thế, thỏ trắng nói, bạn làm bẩn áo của mình rồi, mình không chơi với bạn đâu. Nghe thỏ trắng thấy thỏ trắng giận, cún con liền bỏ đi. Và kìa, bạn khỉ con đang chơi bóng ở phía trước, cún con vui mừng chạy lại và đề nghị. Bạn khỉ con ơi, cho mình cùng chơi bóng với. Khỉ con ngắm nghía cún con một hồi rồi trả lời, bạn dơ quá, mình không chơi với bạn đâu. Nói rồi, khỉ con ôm bóng bỏ đi, cún con đứng tần ngần một lúc, nhưng rồi nó lại nghĩ. Mình chạy tới rùa gà nhiếp cùng chơi vậy. Thế nhưng gà nhiếp cũng kêu lên khi ngắm nhìn cún con. Chào ơi, sao cậu bẩn thế, tớ không thể chơi với một người dơ dáy như thế được. Lần này thì Cún Con ngưỡng thật sự, nó chạy về nhà và đi tắm ngay, xong xuôi Cún Con đứng ngắm mình trước gương. Mình cũng đẹp chứ bộ. Bỗng có tiếng reo vui, Hoan hô bạn Cún Con, bạn sạch sẽ và đẹp quá. Thì ra các bạn thỏ trắng khỉ con và gà nhiếp đã đến chờ rủ Cún Con đi chơi đấy. Các bé có biết vì sao mà các bạn đã muốn chơi cùng Cún Con không? câu chuyện chuyện về một cái tên phòng theo chuyện do cô mầm non sưu tầm có một cậu bé tên là Bi vốn nổi tiếng là ở dơ và bừa bãi cậu rất lười đánh răng rửa mặt nên từ lâu mọi người đã quen gọi cậu là Bi bẩn nhiều lúc Bi cũng thấy khó chịu với cái tên đó lắm nhưng biết làm sao được vì Bi rất ngại tắm rửa và dọn dẹp phòng ở một buổi sáng chủ nhật vì không phải tới trường Bi ngủ rất trễ thế rồi vừa thức dậy bi chạy một mạch ra đầu hẻm để rủ các bạn cùng chơi cái mặt lấm lem hai mắt kèm nhèm bi bẩn vừa đi vừa nghêu ngao hát ta là bi bẩn rất lưỡi đánh răng ít thay áo quần suốt ngày lấm lem lấm lem lấm lem chợt bi nhìn thấy bạn sóc nâu đang truyền trên cành cây phía trước may quá ta có bạn rồi bi nghĩ vậy và chạy nhanh đến bên sóc ôi chào sóc nâu cậu là bạn của tớ nhỉ sóc nâu ngắm bi một lúc rồi trả lời không đâu không đâu lông và đuôi của tớ mịn màng và sạch sẽ tớ không thể kết bạn với cậu được nghe sóc nói bi tức giận bỏ đi và lại nghêu ngao hát ta là bi bẩn rất lười đánh răng ít thay áo quần suốt ngày lấm lem lấm lem lấm lem từ đằng xa một chú mèo mướp đi tới bi vội gọi chào bạn mèo đáng yêu bạn là bạn thân của tớ nhỉ mèo mướp vội từ chối mèo mèo không đâu lông và ria mép của tớ sạch sẽ và thơm tho làm sao tôi chơi với bạn được? Lần này thì Bi hơi ngựa. Nó định quay về nhà rửa ráy một chút, nhưng không kịp nữa rồi. Có tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó và một giọng nói vang lên. Chít chít, Bi ơi, tớ là bạn của cậu đây. Bi ngạc nhiên hỏi, thế cậu là ai? Tớ là chuột trù, tớ cũng có mùi thơm như cậu đấy. Không, chuột chù tránh ra, cậu hôi quá chừng. Bi hốt hoảng la lớn. Đâu có hôi, chúng mình có mùi thật giống nhau cơ mà. Chuột chù trả lời và tiến lại gặm vào chân Bi. Nó muốn mời Bi về nhà nó chơi. Mà nhà của chuột chù thì các bé biết rồi đấy. Tất cả những lỗ cống hôi hám đều là nhà của họ hàng nhà chuột. Đến đây thì Bi chết khiếp vì sợ. Cậu vội ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà. Rồi Bi vô nhà tắm, rửa mặt, đánh răng và chải đầu thật gọn gàng. Xong xuôi, Bi ra đứng ngắm trước gương. Ôi, mình đang gặp ai mà lạ thế này? Bi lầm bẩm tự hỏi. Chính là con đó, thằng cu Bi đáng yêu của mẹ thì ra mẹ đã đến bên bi từ bao giờ mà nó không biết bi quay lại xà vào lòng mẹ khẽ nói từ nay con sẽ luôn sạch sẽ mẹ ơi từ dạo đó bi thường xuyên chăm chỉ đánh răng rửa mặt tắm rửa và cả dọn dẹp phòng riêng của mình nữa đấy các bé ơi một bạn bi luôn sạch sẽ thì nên đặt một cái tên như thế nào cho hay nhỉ câu chuyện gấu con tham ăn thái hà phỏng theo chuyện do cô giáo mầm non sưu tầm có một chú gấu con rất tham ăn một hôm gấu con đói bụng và thèm ăn mật ong quá nên giả bộ tới thăm thỏ con vì gấu biết trong hang của thỏ luôn có mật ong gõ cửa nhà thỏ con gấu con nói bạn thỏ ơi cho tôi vào chơi với thỏ con ra mở cửa và mời mời cậu vào chơi thế là gấu con chui tọt vào hang của thỏ con và ăn mật ong liên tục bụng của gấu con cứ to dần lên mãi to dần lên mãi cho tới lúc gấu không thể nào ăn thêm được nữa gấu con đành dừng lại và muốn chui ra khỏi hang của thỏ để về nhà nhưng lạ chưa kìa cái đầu của gấu con thì chui ra ngoài được còn cái bụng căng tròn thì mắc kẹt trong hang thỏ con dùng hết sức đẩy gấu con ra ngoài nhưng không thể được làm thế nào bây giờ thỏ con chạy đi tìm nhím con đến giúp nhưng cả hai kéo mãi mà gấu con vẫn không nhúc nhích đành phải đợi cho gấu con đói trở lại và cái bụng xẹp nhỏ đi vậy sáng hôm sau cái bụng đầy mật ong của gấu đã nhỏ lại, nên nó bắt đầu nhúc nhích được. Thấy thế, thỏ con lại chạy đi kiếm nhím con đến giúp, mọi người cùng xuống vào đẩy. Một, hai, ba, và băng! Gấu con bắn ra khỏi hang và lao vào một thân cây rỗng phía trước. Và lạ quá, trong thân cây rỗng ấy lại có đầy mật ong. Gấu con lại thấy đói và thèm ăn mật ong quá, nên lại bắt đầu ăn mật ong. Các bé ơi, liệu rồi gấu con có lại Mắt kẹt trong thân cây rỗng như mắc kẹt trong hang của thỏ con không nhỉ? Câu chuyện Mèo con đánh răng, Thái Hà phóng theo truyện dịch của Thúy Hà. Ở một khu phố nọ có một bạn mèo con thật dễ thương. Nhà của mèo con ở cạnh nhà của voi con, còn nhà của voi con lại liền kề bên nhà của heo con. Vì thế ba bạn thân với nhau lắm. Một hôm mẹ của heo con quyết định mở một cửa hàng bán bàn chải đánh răng. Heo con thích quá, liền chạy đi khoe với các bạn. Mẹ tớ sẽ mở cửa hàng bán bàn chải đánh răng. Các bạn có muốn đánh răng cho sạch và đẹp không? Mèo con và voi con nghe thấy cũng thích mê ly. Vì lâu rồi, chúng đã mơ ước có được một hàm răng trắng bóng và sạch sẽ. Hôm sau, voi con rủ mèo con tới nhà heo con. Quả thật, trước nhà heo con có treo một tấm bảng quảng cáo rõ to. Ở đây bán bàn chải đánh răng thượng hạ. Voi con mừng quá chạy ngay về nhà. Xin voi mẹ mua cho nó một chiếc bàn chải. Voi mẹ đồng ý ngay thế là chiếc bàn chải to nhất được bán cho voi con mèo con thấy thế cũng về xin mẹ mua bàn chải đánh răng được mẹ đồng ý mèo con chạy tới thưa với heo mẹ bác bán cho con một chiếc bàn chải to như của bạn voi nhé heo mẹ cười vui rồi nói miệng cháu nhỏ mua bàn chải nhỏ đánh răng mới sạch mèo con hiểu ra đi nhận một chiếc bàn chải nhỏ và ra về tới nhà mèo con đánh răng luôn nó đánh mãi đánh mãi đến nỗi chảy cả máu sợ quá mèo con gọi mẹ âm mỹ, mèo mẹ giảng giải. Bị chảy máu là vì con đánh răng chưa đúng cách đấy. Thế đánh răng đúng cách là thế nào hả à, mẹ? Mèo con ngơ ngác hỏi lại. Sau khi được mẹ chỉ dạy, mèo con mới biết đánh răng đúng cách là răng trên phải đánh từ trên xuống dưới, răng dưới thì đánh từ dưới lên trên. Mặt răng phải trà đi trà lại, bên trong bên ngoài đều phải trà hết, đặc biệt là trước khi đánh. Còn phải nhớ bôi kem đánh răng lên bàn chải nữa chứ tuy đã đánh răng đúng cách nhưng vài ngày sau mèo con đột nhiên bị đau răng mặt sưng vù cả lên mèo mẹ thấy lạ gọi mèo con lại và hỏi một ngày con đánh răng mấy lần sáng nào thức dậy con cũng đánh răng mèo con trả lời thế buổi tối trước khi đi ngủ con có đánh răng như mẹ đã dặn không nào không ạ à, buổi tối có gì phải đánh răng đâu mẹ mèo con ấp úng trả lời con biết không buổi tối sau khi ăn con phải đánh răng một lần nữa vì không đánh răng buổi tối nên con sâu từ trong cặn thức ăn đã đục thủng răng khiến con đau đớn đấy nghe mẹ ân cần chỉ dạy mèo con hối hận lắm từ đó mèo con không bao giờ quên lời mẹ dặn mỗi ngày phải đánh răng hai lần buổi tối một lần và một lần vào buổi sáng các bé biết không bây giờ mèo con không bị đau răng nữa và mỗi khi gặp bạn bè nó thường kêu meo meo rồi cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng bóng để chào hỏi đấy mục lục chủ đề bản thân Thơ 1. Hạt đậu kiêu căng 2. Mắt để làm gì? Chuyện 3. Cáo và mèo 4. Chuột nhắt thích ra oai 5. Đôi tay để làm gì? 6. Đôi sừng của hưu sao 7. Gà và cáo Chủ đề gia đình Thơ 1. Bé xem ảnh cưới 2. Bê đời bú 3. Bê hỏi mẹ 4. Chích bông mải chơi 5. Đàn gà con và mẹ 6. Gà con và quả trứng 7. Hai mẹ con 8. Mẹ ốm 9. Mẹ ốm 10. Mẹ ốm 11. Mèo con bắt chuột 12. Ngủ rồi 13. Soi gương 14. Sói con lạc mẹ 15. Tình bà 16. Thương mẹ truyện 17. Bảy nốt nhạc 18. Đi đến nơi, về đến chốn 19. Gà nhép mải chơi 20. Thỏ con thông minh Chủ đề trường mầm non Thơ 1. Bạn nào 2. Cô và cháu 3. Chú bò tìm bạn 4. Chú khỉ dũng cảm 5. Gà và vịt 6. Giúp bạn 7. Khỉ con đi học 8. Ngỗng và vịt 9. Thỏ dùng máy nói 10. Thỏ được quay phim 11. Tình bạn Truyện 12. Bé Bi học nói âm R 13. Bốn người bệnh 14. Cuốn con ngạc nhiên vì điều gì 15. Đom đóm tìm bạn 16. Heo con học nói 17. Khỉ con tìm bạn 18. Thỏ con sợ gì? Chủ đề giao thông. Thơ. 1. Con rắn thép. 2. Đèn giao thông. 3. Đoàn tàu lăn bánh. 4. Thi chạy. 5. Xe của bé. Truyện. 6. Ba ngọn đèn. 7. Cái hố bên đường. Chủ đề nghề nghiệp. Thơ. 1. Bé làm họa sĩ. 2. Gấu đen chụp ảnh. 3. Làm họa sĩ dễ thôi. 4. Năm mảnh gỗ. 5. Tay mẹ. 6. Xe chữa cháy. Truyện. 7. Bác sĩ của cây xanh. 8. Ngôi nhà tránh rét. Chủ đề thế giới thực vật. Thơ. 1. Cánh đồng lúa vàng. 2. Cây chuối nhà em. 3. Củ cà rốt. 4. Dàn mướp. 5. hoa sắc pháo 6 hoa phượng 7 sự tích cây lông gà truyện 8 bé chuối 9 giọt xương 10 hạt đậu nhỏ 11 rau thì là chủ đề động vật sống trong rừng truyện 1 áo lông kim 2 cú mèo lười biếng 3 chiếc đu màu đỏ 4 Chuyện về chàng gà trống 5. Gà trống, mèo và họa mi 6. Nhái khôn hơn cáo 7. Những chú thỏ con và bác gấu 8. Tại sao đuôi thỏ lại ngắn 9. Thỏ và nhím Chủ đề động vật sống dưới nước Thơ 1. Tôm càng chăm chỉ Chuyện 2. Bác sĩ rùa khám bệnh 3. Cún con và ếch cốm Chủ đề một số con vật nuôi trong gia đình. Thơ. 1. Cô mèo nhà em. 2. Chú heo con. 3. Chú mèo siêng năng. 4. Chú mèo ăn vụng mứt. 5. Chú heo con. 6. Cún con. 7. Cún con. 8. Cún con và mèo mướp. 9. Đốm soi gương. 10. Mèo con. 11. Nhầm 12. Những chú gà con Truyện 13. Heo con hay bắt trước 14. Vịt con khoe tài Chủ đề Côn trùng Thơ 1. Anh dế 2. Bé và chuồn chuồn 3. Cô kiến chăm chỉ 4. Chú kiến lười 5. Chuồn chuồn kim 6. Dế và đom đóm 7. Con kiến và cọng rơm. 8. Hai chú kiến nhỏ. Chủ đề hiện tượng thiên nhiên. Hơ. 1. Bé hỏi cuội. 2. Bướm em hỏi chị. 3. Câu trăng rằm. 4. Cầu vồng. 5. Con cóc xấu xí. 6. Lá khóc. 7. Mặt trời. 8. Mùa đông. 9. Mùa đông 10, mùa thu 11, mùa xuân trong vườn 12, mưa 13, mưa 14, ông mặt trời của bé 15, rình xem mặt trời 16, sóng biển truyện 17, chú mây 18, lau mặt trăng 19, thỏ con và mùa xuân Chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe Thơ 1. Bé và mèo 2. Dậy sớm 3. Mèo đánh răng Chuyện 4. Cún con nghịch đất 5. Chuyện về một cái tên 6. Gấu con tham ăn 7. Mèo con đánh răng Tuyển tập truyện thơ cho trẻ mầm non Sưu tầm và giới thiệu Ngô Thị Thái Sơn Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương 3, tài liệu lưu hành nội bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004.